Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về giá của Ethereum Những giờ và ngày tới đây Ngay bây giờ là 1 giờ 41 phút sáng Ngày 4 tháng 7 2023 à, Vừa rồi mình có nhắn cái link trên đây uh, Mình sẽ làm video Bitcoin về Ethereum cho bạn Mình phá kỷ luật Mình nói là 1 giờ mình đã, 1 giờ sáng mình đã đi ngủ rồi Bây giờ là 42 Trễ trễ rồi Ok Thành thủ, thành thủ. ok và vừa rồi mình cũng có làm hai cái video về về bitcoin cho bạn rồi nha ok đã đá lên trên đây ok có có thời gian thì tham khảo nó okay. ok, vô 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 ok cho những người nào mới nghe cái nền tảng này nha à, twitter à, đây là cái tên đầy đầy chức xám ở trên đó ở trên đây ok bạn có thể tham khảo đầy đầy chức xám của bitcoin về bitcoin và tiền điện tử à, cái video này thì mình nhảy vô to luôn nhé à, vừa rồi là mình có gọi là tắm tắt nó vài giờ vài phút là thôi Sống 1, sống 2, sống 3, sống 4, sống 5 Sống 5 đang xảy ra Không có gì thay đổi nha Sống 5 đang xảy ra à, Cho những người bạn mới mới bước vô Thì rõ ràng bạn phải ít nhất phải coi từ 10 tới 15 tới 2, 30 tập vừa rồi Để bạn có chất xám Bởi vì mình sẽ không lặp đi lặp lại ok Và lúc bạn, bạn coi những video vừa rồi vậy đó Thì là bạn có thể xác thực tất cả những cái tín hiệu vừa rồi luôn để, để gọi là bạn có một cái niềm tin Để sau này bạn giao dịch nó, nó dễ dàng hơn À, đầu tiên ok thì chống video vừa rồi thì mình nói là à, 92 ok à, 1885 nếu nó giữ thì lên lên và lên và cuối cùng nó đang lên lên và lên ok không gì xảy ra hết ok vừa rồi mình cho bạn những con số này lúc cây đà nó ở 16.000 mấy 17.000 thì cuối cùng nó cũng đã cắn một khúc rồi cắn con này cắn con này cắn con này cắn con này và ngay bây giờ là chuẩn bị à, cắn cái con kế tiếp đúng không cắn con kế tiếp và cái con này Thường, thường những cái con số này á, nó ngừng chân thì cũng giống như vậy ok giống như là 1960 mấy ok bạn thấy nó bập bềnh bập bềnh bập bềnh bập bềnh những con số mình đưa ra cho bạn á, nó trên lệch ở khoảng cỡ 5 tới 10 10 đô la ok cho cái con dây Intel ok thì vừa rồi là nó nó gọi là nó tạm nghỉ chân ở 1965 ok 1964 ok à, sóng số 5 vẫn đang được tạo ra có nghĩa là lên thêm chút xíu nữa uh, nó có thể đớp uh, 1980 ok uh, 2020 Ok. Rồi sau đó mình cần ba cái số hồi là 1 2 3. Ok. Bắt đẩy ở cái sóng hồi rồi lên 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 cái tiếp Nhưng lúc mà nó xuống ok thì nó nằm lúc mà nó xuống lại thì nó nằm đâu khoảng cỡ 1.800 hoặc 1017. Ok. Cái sóng hồi 1 2 3. Okay, bắt ở đây. Nghĩa là 1 này, 2 sóng 2 sóng 3 bắt ở sóng 3 là đâu khoảng cỡ 18, 107 rồi đu đỉnh lên. Cái trường hợp thứ hai là ngay bây giờ là nó bung luôn. OK, à, zoom ra right luôn. OK, mình tắt hết tất cả mọi thứ đi ha. Okay. Trường hợp thứ hai là nó sẽ lên cái sóng số 5 sau, nó hồi lại rất là ngắn, nghe rất là ngắn. Sau đó nó sẽ đẩy một cái vèo lên tới à, 2.000 mấy cho tới 3.000 đô. OK, thì cái đó vẫn cũng có nằm trên bàn. OK, nhưng à, ngay bây giờ thì mình chưa có gọi là gọi là cái bằng chứng để nói lên cái câu chuyện đó bởi vì sóng số 5 chưa kết thúc sóng số 5 thì xác suất sẽ cắn hai con này 1980 2020 mươi à, theo một cái tình trạng đo lường bình thường á ok thì thì nó sẽ có cái sóng hồi xuống đúng không nhưng ngay bây giờ là thằng bitcoin nó bắt đầu yếu lại nha mình phải nói là ông nội bitcoin bắt đầu yếu lại ok bởi vì bitcoin là ông nội của tiền điện tử mà ok bắt đầu yếu lại thì những cái đồng giống như Uh, ethereum thì vừa rồi bạn có thể thấy ethereum bay bổng nhiều hơn um, và những cái đồng altcoin khác bay bổng, ok có lẽ là bitcoin đã đã tới cái cái gọi là cái 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 dominance của nó rồi cái phần trăm chiếm trong cộng đồng tiền điện tử nó phải cần xuống nghỉ ngơi cái osi của bitcoin phải xuống nghỉ ngơi Đồ săn ăn uống rồi sau đó mới bay lên tiếp thì cái thời gian lúc cái thời gian bitcoin nghỉ ngơi vậy đó thì những đồng khác nó sẽ bay và đây ethereum sẽ bay À, có thể lên tới cái mức này và râu ri lên tới đây và có thể lên thêm được nữa ok tới lúc đó thì mình sẽ cho bạn những cây cây gọi là cái móc giá những con giá để để đơn nhưng ngay bây giờ mình phải đợi cho cái sóng số năm nó nó xong đã và nó xong khoảng tầm tầm con số này và con số này vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái cái buổi sáng hôm nay ok xin chào mọi người